សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់នាទីទេសចរថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជម្រាបជូនអំពីតំបន់ទេសចរបន្ថែមទៀតដែលតំបន់ទេសចរទាំងអស់នោះគឺជាប្រភេទតំបន់ទេសចរបែបសួនសត្វបើចង់ដឹងថាតំបន់ទេសចរទាំងអស់នោះមានសត្វអ្វីខ្លះហើយនៅខេត្តណាខ្លះតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា ទី1សួនសត្វរបស់លោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសត្វព្រៃគឺមានច្រើនអនេកដែលសិតសឹងតែរាប់មិនអស់ដោយសារកំអល់ផុតពូជនៃសត្វជាច្រើននិងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែលកត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងបានឃើញនិងយល់ជាមួយនឹងសត្វព្រៃដែលជាសត្វកម្រឬសត្វដែលបំរុងនឹងផុតពូជដូច្នេះហើយមានរមណីយដ្ឋានខ្លះបានរៀបចំសួនសត្វសម្រាប់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងភ្ញៀវទេសចរក្នុងការមើលកំសាន្តសត្វដែលជិតផុតពូជឬសត្វកម្រ នៅក្នុងនោះដែរសម្រាប់ភេកលំនៅឋានលំហែកាយមុងរិទ្ធីសែនជ័យក៏បានស្វាគមន៍ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យទៅកំសាន្តនៅសួនសត្វនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពេលវេលាចង់ដើរកំសាន្តមើលសត្វអាចទស្សនានៅទីនោះបាន គូរំលឹកផងដែរសួនសត្វនេះគឺជាការរៀបចំដោយលោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីជាអ្នករៀបចំសម្រាប់លំហែកាយផ្ទាល់ខ្លួនតែក៏អាចទៅទស្សនាបានផងដែរសួនសត្វរបស់លោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំស្ដំនិងឃុំសែនដីស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី2សួនសត្វក្តាន់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ខេត្តមណ្ឌលគិរីជាខេត្តមួយស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រៃភ្នំតាមឈើធំៗរុក្ខជាតិបៃតងជាច្រើនប្រភេទជាពិសេសនោះគឺបណ្ដាសត្វព្រៃទាំងតូចទាំងធំកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងណាមិញខេត្តនេះក៏បានកែច្នៃតំបន់ធម្មជាតិជាច្រើនទៅជាតំបន់ទេសចរដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនិងកំសាន្តនៅទីនោះជាក់ស្ដែងថ
cái, đắn, chlú, chlú bấy, nâng sát cả ngọc lạ. Xuân sát ní, sẽ thất nơi khăn ông phùm bù trí, khôm bù trí, sẽ rốc bếp trí đá, khát một đồ kỳ rì. Tí bầy, xuân sát ô trí. Xuân sát ô trí, miên tí tăng, sẽ thất nơi khôm đạ đám, sẽ rốc ô ráng, khát một đồ kỳ rì. Nâng miên trong ngài, bỏ hài, một phây km, bì đồng mùa mùa cổ bầy. Xuân sát ô trí, sẽ thất nơi khăn ông bỏ phết rùm mê than xuân sát. Xâm rắp trong nội trong khăn, có đôi chìa phép tệ tiếng nấy rùm mê than xuân sát ô trí. Đài là ai, thơ vừa ở phía nhiêu tư chó, miên trong nạp ở rõm nút, miên đôi chìa. Tu sân à tư giữa phép bệnh phân núm, đà là tu sân à cả sẽ thán, côi côn thường ngày lịch, đà là linh đòi thơm áo chướng, mơ sát ô trí, nâng trong nội xem xanh tiệt. Sát ô trí chẳng ní, miên bỏ màn chiêng mà phây cơ báo. Đã là cầm phụng trâu mưu thái tóm giáng dốc chất tục đã bí nẹ mưu thái. Nâng thư vui chìa rộ bòn hôm bọt bạc rì vến nơi đồ bòn cầm phụng riêp chẳng kép núm. Xâm rạp ở sát ô trí chàng ní rùa nấu đã đau dì rầy. Xâm rạp cả thư vui nằm ná đầm bây tự đòi tí tăng này rôm nê thăn xuân sát ô trí. Phí nhu tư trò miền phiếp nghi sử rùa. Bí bố mần miên cả thư vui nằm ná thamai chướng. Nâng thư vui nằm ná chlong tức rư chi tục lại. Chấm phu chấm nọt ở dôn vĩnh. Phí nhu tư trò ai thư vui cả chót đòi phía tố nơi rôm nê thăn ban thêm thịt phòng. Xâm rạp cần lại ăn cuối lùm hai cái vĩnh. Rôm nê thăn xuân sát ô trí cứ bóng toán miên cho ông cuối rư có tốp ông cuối xâm rạp tốt xin á thế cho nụ tề. Các bạn nhé, rôm nê thăn xuân sát ô trí bóng toán miên cần lại cầm mong á hà rư cần lại lụ á hà rư á hà rà thăn nâng phô dịnh nê thăn ở lại tề. Xâm rạp cần lại xin á nữ rôm nê thăn xuân sát ô trí bóng toán miên băng gà lô rư bà tê xâm nạ nâng xin thá kia nở lại tề. Tí buồn ủ xin xuân sát phân tạo mạng ủ chiên xuân sát phnom tà mau nâng một chạm đồn sân cua sát bảy rư kỳ tràn hải thả xuân sát phnom tà mau thắt nữ phum tờ pèng sáp khum tờ pèng sáp dốc bà tí khai tà kèo nâng miên trong ngày pro hai sai sập bảy km pi vị miên ai kia ủ chiên xuân sát phnom tà mau nâng một chạm đồn sân cua sát bảy sẽ thắt nữ khăn ông pro phết rôm lề thán ủ chiên chiết nâng xuân sát sầm rắp trong nội sầm khăn có đôi chỉ tê sập hiệp tê tiên nhị rôm nề than ủ chiên xuân sát phnom tà mau nâng một chạm đồn sân cua sát bảy đại ai thưa với ở phía nhiêu thì cho miên trầm nạp ở rầm nú miên đôi chỉ tu sơn á tê sập hiệp bảy phnom mưa sát đại lên ở tham ái chương nâng trầm nạp xem sành tiền ủ chiên xuân sát phnom tà mau nâng một chạm đồn sân cua sát bảy miên tì tàng sẽ thật nơi phum tờ pèng sáp khum tờ pèng sáp
Srok Ba Tí, Khep Tà Kèo, nâng miên chùm ngài pro hai lúc 64 km bì bì miên ai kì riêch. Xóm rạp cá thuốc đâm ná đâm bây tự đo tí tăng nây rôp nây than ưu xuyên xuân sát phân ông tà máu nâng mạch mạch đồ xong cửa sát bấy phân yêu tự cho miên phép nghi sử dụng bì bù mần miên cá thuốc đâm ná thăm áo chướng nâng thuốc đâm ná cho lòng tực rưu chi tục lời. Chúng tôi chúm nọt ở dưỡng vĩnh phân yêu tự cho ai thuốc cá chót đòi bắt đo nây rôp nây than ban tham tiệt phòng. Xóm rạp còn lại ảnh quy lùm hai cái vĩnh rôm nề than ưu xuyên xuân sát phân ông tà máu nâng mạch mạch đồ xong cửa sát bấy cứ miễn cho ông cúi rư có tốp, ông cúi chỉ trả ơn, xâm rạp nhiều từ dưới chó, hay có miễn sở và cầm, tổ tuôn có mong ở hạp toa bí tí núp hoặc này. Xâm rạp còn lại sản nữ, rùm nề than ưu chiến xuân sạch phân ông tầm máu, nâng mới chạm đồ dân cụ sạch bí, bùm toàn miễn băng gà lố, bất tế xâm nạ, nâng dân tha kia nửa lại tì. Tí bàm, rùm nề than xuân sạch phân ông bình Safari. Rùm nề than xuân sạch phân ông bình Safari, chỉ rùm nề than từ dưới chó bài bà thoa mà chết cả chân này. រមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅភូមិព្រែកតរត់ឃុំព្រែកតសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា10គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញភ្នំពេញសាហ្វារីគឺជាសួនសត្វមួយដែលធំជាងគេលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង 60 ហិកតារចនាឡើងជាបួននគរដែលមានការសម្ដែងសត្វដ៏អស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ការទស្សនាសត្វព្រៃដែលរស់នៅក្នុងទីដ៏ធំទូលាយ ប្រៀបដូចនឹងព្រៃធម្មជាតិរបស់ពួកគេគឺជាទស្សនីយភាពមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានភ្នំពេញសាហ្វារីមានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់មនុស្សជាមួយនឹងសត្វដែលយើងជឿជាក់ថាវាជាសកម្មភាពវិជ្ជមានចំពោះសត្វនិងបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់ពួកវាគំនិតប្រួយផ្ដើមនៃការបង្កើតមាគ៌ាសម្រាប់ទស្សនាសត្វបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់គុណភាពជីវិតរបស់ពួកវាដោយផ្ដល់នូវកន្លែងធំទូលាយ មាន បរិស្ថាន ចម្រុះ សម្រាប់ ការ រស់ នៅ ភ្ញៀវ ទេសចរ នឹង ទទួល បាន បទ ពិសោធន៍ និង អនុស្សាវរីយ៍ ល្អ ល្អ ជាមួយ នឹង សត្វ ដែល គួរ ឲ្យ ស្រឡាញ់ ទាំង នោះ នៅ ពេល ដែល លោក អ្នក កំពុង ដើរ ទស្សនា សួន សត្វ វា ហាក់ ដូច ជា សត្វ ទាំង នោះ នៅ ជុំវិញ ខ្លួន របស់ លោក អ្នក ទៅ វិញ ដែរ បទ ពិសោធន៍ បែប នេះ ប្រកាស ណាស់ នឹង ធ្វើ ឲ្យ សួន សត្វ ភ្នំ ពេញ Safari ជា ទី តាំង ដ៏ សំខាន់ ថ្មី មួយ នៅ ក្នុង ប្រជាណាចក្រ កម្ពុជា សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដល់អចេតនាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតសូមចុចលើពាក្យ Subscribe ឬក៏ពាក្យថាជាវនិងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអំពីតំបន់ទេសចរថ្មីៗបន្ថែមទៀតខណៈនេះផងដែរវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា